Nhẫn thọ nơi tâm, nghĩ muốn nói cảnh giới này nhưng cũng nói không ra, nghĩ muốn suy tư cảnh giới này cũng không suy tư ra được. Thứ tư là tinh tấn ba la mật. Chẳng những ngày tinh tấn, đêm tinh tấn, còn phải thân tinh tấn, tâm tinh tấn. Tinh tấn phải có kiên, thành, hằng ba yếu tố. Tinh tấn tâm kiên cố, tâm trí thành, tâm hằng thường. Thứ năm là thiền định ba la mật. Tiếng Phạn là thiền na, dịch là tư duy tu. Chẳng những phải tư duy mà còn phải tu trì. Nếu chỉ có tư duy mà không thể tu trì thì cũng giống khẩu đầu thiền, thiền ngoài miệng. Hay tu mà không tư duy thì cũng giống như mù luyện đuôi, dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Cho nên phải có cả tư duy và tu mới có sự thành công. Thiền na còn dịch là tĩnh lự. Tĩnh là thanh tịnh, lự là tư lự. Tư lự thanh tịnh tâm thức, tĩnh đến cực điểm sẽ hiện ra trí huệ. Do đó, tĩnh cực quang thông đạt. Thứ sáu là bát nhã ba la mật. Bát nhã dịch là trí huệ. Bát nhã có văn tự bát nhã, quán chiếu bát nhã và thật tướng bát nhã. Do văn tự bát nhã mà khởi quán chiếu bát nhã, do quán chiếu bát nhã mà đạt được thật tướng bát nhã. Thứ bảy là phương tiện ba la mật. Dùng đủ thứ phương tiện như đại từ phương tiện, đại bi phương tiện, giác ngộ phương tiện, pháp luân phương tiện, vân vân cũng có thể đạt đến bờ kia. Thứ tám là nguyện ba la mật. Phát nguyện sinh tu giới định huệ, phát nguyện tiêu diệt tham sân si, phát nguyện tu trì các hạnh của chư Phật, phát nguyện thành tựu quả vị của chư Phật, phát nguyện hành Bồ Tát đạo, phát nguyện tu các pháp môn. Tu hành không phát nguyện cũng giống như hoa nở không kết quả. Thứ chín là lực ba la mật. Phải có sức lực để tu trì Phật pháp. Lực gì? Từ trạch lực, tu tập lực, biến hóa lực, vân vân. Thứ 10 là trí ba la mật. Trí huệ này là trí huệ xuất thế, chẳng phải trí huệ thế trí biện thông. Bất cứ tu trì pháp môn nào, nếu chẳng có trí huệ thì không thể có sự thành tựu. 10 thứ ba la mật này là pháp môn Bồ Tát phải tu, tức cũng là giáo nghĩa cơ bản của pháp đại thừa. Lìa khỏi cảnh giới ma vào cảnh giới của chư Phật, biết rõ pháp thâm sâu, đắc được trí huệ khó nghĩ bàn, thệ nguyện đại thừa vĩnh viễn không thối chuyển. Thường thấy chư Phật chưa từng xả lìa, thành tựu chứng đắc trí huệ, chứng được vô lượng pháp, đầy đủ tạng lực, vô biên phước đức, phát tâm hoan hỷ, vào bậc vô nghi hoặc, lìa ác thanh tịnh, y chiếu nhất thiết trí, thấy pháp chẳng động, được vào tất cả chúng hội Bồ Tát, thường sinh vào nhà các Như Lai ba đời. Đã lìa khỏi tất cả cảnh giới ma, chứng vào cảnh giới của chư Phật, thấu rõ biết được diệu pháp thâm sâu, hoạch được trí huệ không thể nghĩ bàn, lại phát thệ nguyện đại thừa, chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, vĩnh viễn tinh tấn chẳng thối chuyển. Nếu hay tu hành như thế thì sẽ thấy được mười phương chư Phật đến gia trì, chẳng có lúc nào xả lìa, do đó mà thành tựu nhất thiết trí, chứng được tất cả pháp, đầy đủ tạng lực, vô biên phước đức, phát tâm đại hoan hỷ, đã vào bậc không nghi hoặc, tức cũng là phá được vô minh hiển bày pháp tánh vốn có, lìa khỏi ba đường ác, đắc được thanh tịnh, y chiếu nhất thiết trí huệ để quan sát đối với các pháp vắng lặng chẳng động, được vào trong tất cả chúng hội của Bồ Tát, làm bạn lành với Bồ Tát, thường ở trong nhà của mười phương ba đời chư Phật, làm con của đấng pháp vương. Đức Thế Tôn hiện ra sự trang nghiêm như vậy đều do quá khứ tích tập các căn lành mà thành tựu, vì muốn điều phục các chúng sinh. Phật thì hiện ra đủ thứ cảnh giới trang nghiêm như vậy đều do thuở quá khứ đời đời kiếp kiếp tu đủ thứ căn lành tích tập mà thành tựu. Tại sao phải thị hiện những cảnh giới như vậy? Vì chúng sinh ở thế giới Ta Bà rất là cang cường, khó điều khó phục, vì chẳng dễ gì điều phục, cho nên Phật vẫn muốn điều phục. Những chúng sinh đó giống như ngựa hoang, chẳng dễ gì điều phục, nhưng Phật Bồ Tát dùng đủ thứ pháp môn phương tiện khéo léo để điều phục họ, khiến cho họ phát tâm Bồ Đề tu đạo vô thượng. Chúng sinh giống như các em học sinh nhỏ bướng bỉnh, chẳng nghe thầy cô dạy, song thầy cô dùng hết khả năng tìm biện pháp để dạy dỗ, không thể vì họ khó dạy mà không giáo dục. Phật Bồ Tát đối với chúng sinh cũng giống như thế, tuy chúng sinh cang cường không nghe lời Phật Bồ Tát, không tin chân lý, nhưng Phật Bồ Tát vẫn cố gắng tìm cách khuyên nói, giáo hóa không mệt mỏi, khiến cho chúng sinh có điều khó phục, y pháp phụng hành. Vì khai thị đại oai đức của Như Lai,
vì chiếu rõ tạng trí huệ vô ngại, vì thị hiện vô biên thắng đức của Như Lai rất dũng mãnh, vì hiển bày đại thần thông không thể nghĩ bàn của Như Lai, dùng sức thần thông nơi tất cả cõi hiện ra thần Phật, vì thị hiện thần thông biến hóa của Như Lai không bờ mé, vì trí nguyện xưa thảy đều thành tựu viên mãn, vì hiển bày trí huệ dũng mãnh của Như Lai có thể đến khắp tất cả, vì nơi pháp tự tại thành đấng pháp vương, vì sinh ra môn nhất thiết trí huệ, vì thị hiện thân thành tịnh của Như Lai, vì lại hiện thân tối thủ thắng vì diệu, vì hiện bày chứng được pháp bình đẳng của chư Phật ba đời, vì khai thị tạng căn lành thanh tịnh, vì hiện bày sắc đẹp thế gian không gì sánh bằng, vì hiện bày tướng đầy đủ thập lực khiến cho người thấy được không nhạc đủ, vì làm mặt trời thế gian chiếu soi ba đời, vì chúng sinh không biết đại oai đức của Phật, cho nên Bồ Tát muốn khai thị đại oai đức của Phật, tức cũng là vô sở úy của Phật. Phật có bốn đại vô sở úy: một, nhất thiết trí vô sở úy; hai, lậu tận vô sở úy; ba, thuyết chứng đạo vô sở úy; bốn, thuyết tận khổ đạo vô sở úy. Chẳng có người nào có oai đức hơn Phật. Phật là bậc thánh nhân có oai đức nhất. Trí huệ quang minh của Phật chiếu sáng tạng trí huệ vô ngại, thị hiện vô biên thắng đức của Phật, giống như lúc lửa ngọn hừng hực, hiện bày đại thần thông và đại biến hóa không thể nghĩ bàn, dùng sức đại thần thông ở trong sáu nẻo thị hiện thần của tất cả chư Phật, lại thị hiện thần thông biến hóa của Phật, chẳng có lúc nào hết được. Bồ Tát trong quá khứ phát nguyện lực đều tại tâm mãn nguyện, tóm lại phát nguyện thành Phật sẽ mãn nguyện thành Phật, phát nguyện thành Bồ Tát sẽ thành Bồ Tát, phát nguyện thành chúng sinh sẽ thành chúng sinh. Hiện bày trí huệ dũng mãnh của Phật, tức cũng là thần thông diệu dụng. Trí huệ này có thể đi đến khắp mười phương thế giới để giáo hóa tất cả chúng sinh. Thần thông và trí huệ của Phật đều viên dùng vô ngại, đối với tất cả các pháp rất là tự tại, chứng được nhất thiết trí huệ, chiếu rõ các pháp thật tướng, cho nên trở thành đấng pháp vương, sinh ra một nhất thiết trí huệ. Phật đầy đủ nhất thiết trí, chúng ta phải y theo tạng Phật pháp mới có thể vào được môn trí huệ, thể hiện pháp thân thanh tịnh của Phật, thể hiện diệu thần thủ thắng của Phật. Pháp thân là vô tướng, là tận hư không khắp pháp giới, đầy khắp mọi nơi. Diệu thần là có tướng, tức là thân trang nghiêm 32 tướng 80 vẻ đẹp, hiện bày chỉ thị chúng sinh chứng được pháp bình đẳng của chư Phật ba đời. Do đó là pháp bình đẳng chẳng có cao thấp, gọi là An Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, tức cũng là chứng được pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác, khai thị chúng sinh đều có căn lành thành Phật, đều có bản tánh thành tịnh tạng, hiện bày sắc thân tốt đẹp nhất mà trong thế gian không gì sánh bằng, sắc thân đẹp của chư Phật không thể nghĩ bàn, hiện bày chúng sinh biết Phật đầy đủ tướng mười lực, khiến cho hết thảy chúng sinh thấy được tướng tốt trang nghiêm của Phật, nhìn mãi không nhàm, chẳng có lúc nào biết đủ nhàm mỏi. Phật là mặt trời của thế gian chiếu sáng ba đời. Kỳ thật mặt trời chỉ có thể chiếu một mặt, không thể chiếu mặt sau, nhưng quang minh của Phật chẳng những chiếu sáng vạn vật, còn có thể chiếu sáng tâm thức. Tự tại pháp vương tất cả công đức đều từ căn lành thuở xưa hiện ra, tất cả Bồ Tát nơi tất cả kiếp tán thán khen ngợi không thể hết được. Tại sao tự tại pháp vương thành Phật? Vì có tất cả công đức, những công đức đó đều từ lúc tại nhân địa tu Bồ Tát đạo tích tập căn lành thành tựu mà hiện ra, tất cả Bồ Tát ở trong vô lượng kiếp khen ngợi công đức của chư Phật chẳng khi nào hết được. Bấy giờ Đầu Xuất Đà Thiên Vương dâng lên cúng dường Như Lai các thứ đồ trang nghiêm như vậy rồi, cùng với trăm ngàn ước Na Do Tha A Tăng Kỳ thiên tử Đầu Xuất hướng về Đức Phật chắp tay bạch Phật rằng: Thiện Lai Thế Tôn, Thiện Lai Thiện Thệ, Thiện Lai Như Lai, ứng chánh đẳng giác, xin thương xót mà ngự nơi cung điện này. Lúc đó Đầu Xuất Thiên Vương dâng cúng Đức Phật đủ thứ đồ cúng dường rất trang nghiêm, ông ta chuẩn bị hết thảy đồ trang nghiêm rồi, bèn cùng với trăm ngàn ước Na Do Tha A Tăng Kỳ thiên tử Đâu Xuất hướng về Đức Phật cung kính chắp tay biểu thị thân nghiệp thanh tịnh. Đối với Phật mà nói là biểu thị khẩu nghiệp thanh tịnh, bèn nói: Thiện Lai Đức Thế Tôn, ngài đến thật là đúng thời. Thiện Lai Đấng Thiện Thệ, nơi ngài đến cũng là nơi tốt đẹp. Thiện Lai Đức Như Lai, thừa đạo như thật, lai thành chánh giác, Như Lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc, Thiện Thệ thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Đó là mười hiệu của Phật. Chúng con chỉ cầu khẩn Đức Phật thương xót chúng con, ai mẫn chúng con, tử bi chúng con,
mong phải tiếp thọ sự cúng dường của chúng con, vào ngự trong cung điện của chúng con, vì chúng con nói pháp. Bấy giờ Đức Thế Tôn dùng sự trang nghiêm của Phật mà tự trang nghiêm, đầy đủ đại oai đức, vì khiến cho tất cả chúng sinh sinh đại hoan hỷ, vì tất cả Bồ Tát phát sinh tâm ngộ hiểu thâm sâu, vì tất cả thiên tử đâu xuất đà tăng thêm lợi ích dục lạc, vì thiên vương đâu xuất đà cúng dường thừa sự không nhảm đủ, vì vô lượng chúng sinh duyên niệm Phật mà phát tâm, vì vô lượng chúng sinh gieo trồng cát lành thấy Phật phước đức vô tận, vì hay phát khởi niềm tin thanh tịnh, vì thấy Phật cúng dường không mong cầu, vì hết thảy trí nguyện đều thanh tịnh, vì xin tích tập cát lành không giải đãi, vì phát đại thệ nguyện cầu nhất thiết trí, nhận sự thỉnh cầu của thiên vương đức Phật, bèn vào điện tất cả báu trang nghiêm. Như ở thế giới này, mười phương hết thảy tất cả thế giới cũng đều như vậy. Lúc đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dùng sự trang nghiêm của mười phương chư Phật làm sự trang nghiêm của chính mình, đầy đủ thần lực đại oai đức, vì khiến cho tất cả chúng sinh sinh ra đại hoan hỷ, vì khiến cho tất cả Bồ Tát phát tâm tin ngộ hiểu thâm sâu, vì khiến cho tất cả thiên tử trời đâu xuất tăng thêm khoái lạc, vì khiến cho thiên vương đâu xuất cúng dường Phật thừa sự Phật chẳng nhàm đủ, vì khiến cho vô lượng chúng sinh trong tâm niệm Phật tùy thuận sự giáo hóa của Phật mà phát tâm Bồ Đề, vì khiến cho vô lượng chúng sinh gieo trồng căn lành gặp Phật đắc được phước đức vô lượng. Phải khiến cho tất cả chúng sinh gieo trồng căn lành, tức là cơ sở thành Phật, thường phát tâm tin thanh tịnh, cầu đạo vô thượng, thì tương lai sẽ thành tựu quả giác Bồ Đề. Chúng sinh tu đạo Bồ Đề, thường thường cúng Phật, thường thường thấy Phật, tuy nhiên cúng dường Phật, nhưng phải được mong cầu gì? Bồ Tát phát nguyện lớn. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Phát trí nguyện kiên cố này đều đắc được thành tịnh, vì cầu vô thượng Bồ Đề giác đạo và chân Phật nguồn gốc thành tịnh của tự tánh. Bồ Tát tu công đức siêng tích tập căn lành, không màng việc thiện lớn nhỏ đều đi làm, chẳng có lúc nào giải đãi. Do đó, đừng cho rằng việc thiện nhỏ mà không làm, đừng cho rằng việc ác nhỏ mà làm. Phải biết việc thiện nhiều là do việc thiện ít tích tập mà thành, việc ác lớn là do việc ác nhỏ tích tập mà thành. Người tu đạo cần tích tập căn lành, thấu triệt thủy chung, phải biết căn lành do ít mà thành nhiều, do đó Thái Sơn là do các hạt bụi nên thành lớn, biển cả là do từng giọt nước nên thành rộng sâu. Bất cứ tu pháp môn nào nếu chân thật mà tu hành, khi công phu đến nhà tự nhiên sẽ thành tựu. Tu hành tối kỵ nhất là một nóng mười lạnh, tu một ngày nghỉ mười ngày, hoặc chẳng chuyên nhất, ví như hôm nay tu hiền giáo, ngày mai tu mật giáo, kết quả không thành tựu gì cả. Nếu chuyên tu một pháp môn, hoặc niệm danh hiệu Phật, hoặc tụng trì kinh điển, hoặc tham thiền đà tọa, công đáo tự nhiên thành, phải phát đủ thứ đại thệ nguyện. Tại sao? Vì cầu nhất thiết trí huệ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhận lời thành tâm thỉnh cầu của thiên vương Đâu Xuất, đến cung điện tất cả báu trang nghiêm, vì các thiên chúng sẽ nói kinh Hoa Nghiêm đại phương quảng Phật, và vì diệu thâm sâu vô thượng. Tình hình ở thế giới Ta Bà là như vậy, trong mười phương hết thảy tất cả thế giới cũng như vậy, cảnh giới đó thật là không thể nghĩ bàn. Bấy giờ điện tất cả báu trang nghiêm, tự nhiên có sự tốt đẹp trang nghiêm vi diệu, vượt hơn sự trang nghiêm của chư thiên. Tất cả lưới báu giăng bày che phủ chung quanh, khắp mưa tất cả mây báu thượng diệu, khắp mưa tất cả mây đồ trang nghiêm, khắp mưa tất cả mây y báu, khắp mưa tất cả mây hương trên đàn, khắp mưa tất cả mây hương kiên cố, khắp mưa tất cả mây lọng báu trang nghiêm, khắp mưa mây hòa tụ không thể nghĩ bàn, khắp vang ra âm thanh kỹ nhạc không thể nghĩ bàn, khen ngợi nhất thiết chủng trí của Như Lai và diệu pháp cùng tương ưng. Tất cả các đồ cúng dường như vậy đều vượt hơn sự cúng dường của chư thiên. Lúc đó cùng trời Đâu Xuất dùng tất cả báu trang nghiêm cung điện, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đến rồi thì bảo điện tự nhiên hiện ra tất cả sự tốt đẹp trang nghiêm vi diệu. Sự trang nghiêm đó vượt hơn sự trang nghiêm của tất cả chư thiên, có tất cả lưới báu giăng bày che phủ phía trên cung điện, khắp mưa tất cả mây diệu báu tối thượng, khắp mưa tất cả mây đồ trang nghiêm, khắp mưa tất cả mây y báu, khắp mưa tất cả mây hương trên đàn. Thứ hương này đốt lên, hương thơm tỏa ra khoảng 40 do tuần. Khắp mưa tất cả mây hương kiên cố, thứ hương này đốt lên thời gian rất dài, hương thơm tỏa khắp tận hư không biến pháp giới. Lại khắp mưa tất cả mây lọng báu trang nghiêm, khắp mưa hòa tụ không thể nghĩ bàn,
khắp vang ra âm thanh kỹ nhạc không thể nghĩ bàn, khen ngợi tán thán nhất thiết trùng trí của Phật và diệu pháp hoàn toàn tương ưng. Đủ thứ cảnh giới ở trên đều do công đức trong quá khứ và tích tụ mà thành tựu, dùng đủ thứ sự cúng dường này để trang nghiêm đạo tràng pháp hội, vượt hơn đồ cúng dường trang nghiêm của chư thiên. Bấy giờ trong cung điện đầu xuất, kỹ nhạc ca hát vang lên không ngừng. Nhờ thần lực của Phật khiến cho thiên vương đâu xuất tâm chẳng động loạn, căn lành thuở xưa đều được viên mãn, vô lượng pháp lành tăng thêm kiên cố, tăng trưởng niềm tin thanh tịnh, khởi đại tinh tấn, sinh đại hoan hỷ, trí thích thanh tịnh thâm sâu, phát tâm bồ đề, niệm pháp không dứt, tổng trì không quên. Lúc đó trong cung điện trời đâu xuất có đủ thứ kỹ nhạc, âm nhạc ca hát diễn tấu, đủ thứ tiết mục trình diễn không ngừng nghỉ. Nhờ sự gia trì của Đức Phật khiến cho thiên vương đâu xuất hân thưởng cảnh giới này, tâm có định lực, chẳng có động loạn, tức cũng là chẳng bị cảnh giới làm lay chuyển. Căn lành quá khứ của vua trời đâu xuất tu hành đã viên mãn thành thục, cho nên cảm ứng được Phật đến vì họ nói pháp. Các vị đến chùa Kim Sơn nghe kinh nghe pháp cũng là nhờ quá khứ đã gieo trồng căn lành, hiện tại đã thành thục, cho nên đến được chùa Kim Sơn. Nếu căn lành chẳng thành thục thì muốn đến chùa Kim Sơn cũng đến không được. Tại sao? Vì chưa thành thục, căn lành chẳng đầy đủ. Giống như trước đây mấy hôm có vị thầy đến, ông ta có đệ tử bị bệnh ung thư, muốn đến chùa Kim Sơn thọ giới tỳ kheo thỉnh đại chúng trợ giúp ông ta hoàn thành tâm nguyện. Bất hạnh thầy tối hôm qua đã qua đời, đáng tiếc chưa thọ được giới cụ túc. Do đó có thể chứng minh người căn lành chưa thành thục thì chẳng vào được cửa chùa Kim Sơn. Thiền vương đầu xuất đối với 84.000 pháp lành đều sinh tâm kiên cố, niềm tin thanh tịnh tăng trưởng, sinh tâm đại tinh tấn, sinh tâm đại hoan hỷ và trí nguyện thanh tịnh thâm sâu, đang được khoái lạc vô thượng, phát đại tâm bồ đề kiên cố, cầu được giác đạo vô thượng, tâm niệm pháp vĩnh viễn không gián đoạn, tâm tổng trì vĩnh viễn không quên. Chúng ta người tu đạo thời thời tinh tấn, khắc khắc dụng công, một thời một khắc cũng không giải đãi, không thể một ngày nóng, 10 ngày lạnh. Nếu như tinh tấn một ngày, nghỉ 10 ngày, thì không thể nào thành tựu. Quan trọng nhất là phải nhẫn chịu. Nhẫn chịu tức là nhẫn đói, nhẫn khát, nhẫn lạnh, nhẫn nóng, chịu gió, chịu mưa, vân vân. Tóm lại, phải nhẫn chịu những gì người khác không nhẫn chịu được. Không nhẫn chịu được thì không thể qua cửa ải được. Công phu tham thiền đà tọa sẽ chẳng tương ưng, trí huệ cũng chẳng hiện tiền. Cho nên nhẫn là pháp môn quan trọng nhất, chẳng có tâm nhẫn thì không thể thành đạo. Các vị nên nhớ hết điểm này. Sự nóng giận nổi lên thì phải nhẫn, phiền não nổi lên cũng phải nhẫn. Nhẫn chịu được thì chẳng có vô minh. Do đó tất cả mọi thời, tất cả mọi nơi đều phải nhẫn. Cổ nhân có nói, nhỏ không nhẫn thì đại mưu loạn. Bao nhiêu người không có công phu hàm dưỡng nhẫn thì trở thành thiên hạ đại loạn. Do đó nhẫn được một lúc, tránh được một ngày buồn. Đây là nói về sự kinh nghiệm có thể làm châm ngôn. Bấy giờ thiên vương đâu xuất đà, nương oai lực của Đức Phật, liền tự nhớ lại căn lành đã gieo trồng trong quá khứ ở chỗ các Đức Phật, mà nói kệ rằng, lúc đó thiên vương đâu xuất, nương đại oai thần lực gia trì của chư Phật, lập tức nhớ lại trong quá khứ ở trong đạo tràng của chư Phật, đã gieo trồng căn lành, đã từng cúng dường vị Phật đó, thậm chí cúng dường vị Phật ở thế giới đó, thầy đều nghĩ nhớ lại hết. Vị Phật nào đã từng đến cung trời đâu xuất thuyết pháp đều nhớ lại hết. Lúc đó thiên vương đâu xuất dùng kệ để nói rõ danh hiệu của chư Phật đến thuyết pháp. Xưa có Như Lai vô ngại nguyệt, trong những các tường thù thắng nhất, Phật từng vào điện trang nghiêm này, cho nên chốn này các tường nhất. Trong quá khứ có vị Phật danh hiệu là Phật vô ngại nguyệt. Vị Phật đó trong những sự các tường thì Phật các tường thù thắng nhất. Vị Phật đó đã từng vào cung điện trang nghiêm này, vì đại chúng nói diệu pháp hoa nghiêm, do nguyện nhân đó, cho nên điện trang nghiêm này là đạo tràng cát tường nhất trong những sự cát tường. Tôi nhớ tại Hương Cảng, núi Đại Tự, kiến lập từ Hưng Thiền Tự, kỳ khóa lễ Lạc Thành, ngày 16 tháng 3 âm lịch, khai quang tượng Bổn Sư Thích Ca, lại 3 ngày sám đại bi, chuẩn bị 100 dãy bàn, mỗi bàn 12 vị, để chiêu đãi thiện nam tín nữ. Nhưng thời tiết chẳng tốt, ngày nào trời cũng mưa, đi đứng chẳng phương tiện. Buổi tối ngày 15 tháng 3 có người nói với tôi, sư phụ trời mưa to,
Ngày mai sẽ chẳng có đông người đến. Thầy chuẩn bị bàn nhiều như thế biết làm sao. Tôi nói với anh ta, đừng lo, tự có người đến tham gia, đừng lo dư bàn. Vừa nói dứt lời, một lát sau trời hết mưa, nhìn thấy đất ngập nước, chẳng bao lâu sẽ khô. Sáng ngày hôm sau, ngày 16 tháng 3, tượng Phật khai quang. Trời tuy âm u nhưng không mưa. Tín đồ Hương Cảng từ sáng sớm ngồi thuyền đến núi Đại Tự tham gia pháp hội. Khi đúng giờ trưa, ước có hơn 1.000 người đến. 100 dãy bàn đã chuẩn bị, đã ngồi hết 96 dãy bàn, còn dư lại 4 dãy bàn. Ngày sau, những người ở trong chùa đồng đảo đều dùng hết sạch thức ăn, chẳng còn gì thừa lại. Tại sao? Vì tôi đã tự tay làm việc này, không cho thức ăn thừa lại, cho nên có sự cảm ứng như thế. Tại sao hôm nay tôi nói việc này? Vì hôm qua là ngày Phật đản, các vị làm thức ăn quá nhiều, chẳng ăn hết, vứt nó vào thùng rác, đó là tổn phước. Nếu tôi làm việc này thì sẽ không thừa nhiều như thế, có thể không nhiều không ít, rất vừa đủ, thầy đều hoan hỉ. Do đó hôm nay nhớ đến việc ở núi Đại Tự nói cho các vị nghe. Xưa có Như Lai hiệu Quảng Trí, trong những các tường thù thắng nhất, Phật từng vào điện giấc vàng này, cho nên chốn này khác thường nhất. Thuở xưa có vị Phật danh hiệu là Phật Quảng Trí. Vị Phật đó ở trong những sư ca tường thì Phật các tường thù thắng nhất. Vị Phật đó đã từng đến điện sắc vàng này vì đại chúng nói diệu pha hoa nghiêm, bởi nhân duyên đó cho nên điện này là đạo tràng các tường nhất. Xưa có Như Lai hiệu Phổ Nhãn, trong những các tường thù thắng nhất, Phật từng vào điện Liên Hoa này, cho nên chốn này cát tường nhất. Thuở xưa có vị Phật danh hiệu là Phật Phổ Nhãn. Vị Phật đó trong những sự cát tường thì Phật cát tường thủ thắng nhất. Vị Phật đó đã từng đến điện Liên Hoa này vì đại chúng dễ nói diệu pháp hoa nghiêm, bởi nhân duyên đó cho nên điện này là đạo tràng cát tường nhất. Xưa có Như Lai hiệu San Hô, trong những cát tường thủ thắng nhất, Phật từng vào điện bảo tạng này, cho nên chốn này cát tường nhất. Thuở xưa có vị Phật danh hiệu là Phật San Hô. Vị Phật đó trong những sự cát tường thì Phật cát tường thù thắng nhất. Vị Phật đó đã từng đến điện bảo tạng này vì đại chúng dễ nói diệu pháp hoa nghiêm, bởi nhiều duyên đó cho nên điện này là đạo tràng cát tường nhất. Xưa có Như Lai Luân Sư Tử, trong những cát tường thù thắng nhất, Phật từng vào điện Sơn Vương này, cho nên chốn này cát tường nhất. Thuở xưa có vị Phật danh hiệu là Phật Luân Sư Tử. Vị Phật đó trong những sự cát tường thì Phật cát tường thủ thắng nhất. Vị Phật đó đã từng đến điện Sơn Vương này vì đại chúng dễ nói diệu pháp hoa nghiêm, bởi nhân duyên đó cho nên điện này là đạo tràng cát tường nhất. Xưa có Như Lai diệu Nhật Chiếu, trong những cát tường thủ thắng nhất, Phật từng vào điện chúng hoa này, cho nên chốn này cát tường nhất. Thuở xưa có vị Phật danh hiệu là Phật Nhật Chiếu. Vị Phật đó trong những sự cát tường thì Phật cát tường thù thắng nhất. Vị Phật đó đã từng đến điện chúng hoa này vì đại chúng diễn nói diệu pháp hoa nghiêm, bởi nhân duyên đó cho nên điện này là đạo tràng cát tường nhất. Xưa có Như Lai vô biên quang, trong những cát tường thù thắng nhất, Phật từng vào điện thụ nghiêm này, cho nên chốn này cát tường nhất. Thuở xưa có vị Phật danh hiệu là Phật Vô Biên Quang. Vị Phật đó trong những sự cát tường thì Phật cát tường thù thắng nhất. Vị Phật đó đã từng đến điện thụ nghiêm này vì đại chúng dễ nói diệu pháp hoa nghiêm, bởi nhân duyên đó cho nên điện này là đạo tràng cát tường nhất. Xưa có Như Lai hiệu Pháp Tràng, trong những cát tường thù thắng nhất, Phật từng vào điện Bảo Cung này, cho nên chốn này cát tường nhất. Thuở xưa có vị Phật danh hiệu là Phật Pháp Tràng. Vị Phật đó trong những sự cát tường thì Phật cát tường thù thắng nhất. Vị Phật đó đã từng đến điện Bảo Cung này vì đại chúng diễn nói diệu pháp hoa nghiêm, bởi nhân duyên đó cho nên điện này là đạo tràng cát tường nhất. Xưa có Như Lai hiệu Trí Đăng, trong những cát tường thù thắng nhất, Phật từng vào điện Hương Sơn này, cho nên chốn này cát tường nhất. Thuở xưa có vị Phật danh hiệu là Phật Trí Đăng. Vị Phật đó trong những sự cát tường thì Phật cát tường thù thắng nhất. Vị Phật đó đã từng đến điện Hương Sơn này
vì đại chúng dễ nói diệu pháp hoa nghiêm, bởi nhân duyên đó cho nên điện này là đạo tràng cát tường nhất. Xưa có Như Lai công đức quang trong những cát tường thủ thắng nhất, Phật từng vào điện Mani này, cho nên chốn này cát tường nhất. Thuở xưa có vị Phật danh hiệu là Phật công đức quang, vị Phật đó trong những sự cát tường thì Phật cát tường thủ thắng nhất. Vị Phật đó đã từng đến điện Mani này, vì đại chúng diễn nói diệu pháp hoa nghiêm, bởi nhân duyên đó cho nên điện này là đạo tràng cát tường nhất. Như ở thế giới này, thiên vương đầu xuất nương thần lực của Đức Phật, dùng kệ khét ngợi chư Phật quá khứ. Các thiên vương đầu xuất trong mười phương tất cả thế giới cũng đều khét ngợi công đức của Phật như vậy. Giống như ở thế giới Ta Bà, thiên vương đầu xuất nương đại oai thần lực gia trì của Đức Phật, dùng kệ để tán thán khét ngợi chư Phật quá khứ ở tại điện bảo trang nghiêm này nói pháp. Ở trong mười phương tất cả thế giới, hết thảy thiên vương đâu xuất cũng đều cúng dường Phật, thừa sự nơi Phật, khen ngợi công đức của Phật. Bấy giờ Đức Thế Tôn ở tại điện tất cả báu trang nghiêm, ngồi kiết già trên tòa sư tử Mani Bảo Tạng. Lúc đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong điện tất cả báu trang nghiêm, ngồi kiết già trên tòa sư tử Mani Bảo Tạng. Tướng ngồi kiết già hay hàng phục được ma rất dễ nhập định, sinh ra tất cả sức tâm muội. Khi chư Phật nói pháp thì đều ngồi kiết già, còn gọi là ngồi tư thế cát tường. Pháp thần thanh tịnh, diệu dụng tự tại, đồng một cảnh giới với chư Phật ba đời, cùng vào một tánh với tất cả chư Phật. Mắt Phật thấu suốt, thấy tất cả pháp đều không chướng ngại, có oai lực rất lớn, dù khắp pháp giới chưa từng ngừng nghỉ, đầy đủ đại thần thông, tùy theo nơi nào có chúng sinh có thể hóa độ được, thảy đều đi đến, dùng sự trang nghiêm vô ngại của tất cả chư Phật mà trang nghiêm thân mình, khéo biết thời cơ vì chúng sinh nói pháp. Pháp thần của Phật rất thanh tịnh như hư không, tất cả thần thông diệu dụng nhậm vận tự tại, đồng với ba đời chư Phật, đồng một cảnh giới, trụ nơi bậc nhất thiết trí huệ để giáo hóa chúng sinh, cùng vào một Phật tánh với tất cả chư Phật. Do đó, ba đời mười phương Phật đều cùng một pháp thân. Tất cả chư Phật tức là một vị Phật tức là tất cả chư Phật. Tại sao? Vì Phật Phật đồng thể, Phật Phật đạo đồng, Phật Phật bình đẳng, mặt Phật như ngàn mặt trời, thấu rõ thật tướng lý thể của tất cả các pháp, cho nên thấy tất cả pháp đều chẳng có chướng ngại. Chúng ta chúng sinh cũng đầy đủ ngũ nhãn, thiền nhãn, nhục nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn, Phật nhãn, nhưng vì bị vô minh phiền não che đậy cho nên chẳng hiện. Nếu chân thật tu hành mới có thể chứng được cảnh giới ngũ nhãn. Người khai mở ngũ nhãn cũng còn phiền não. Trên thì thấy sự sung sướng của chư thiên, dưới thì thấy sự khổ sở dưới địa ngục. Nếu người không đủ định lực thì dễ bị cảnh giới làm tâm dao động, mất đi thời gian tu đạo. Có bài kệ nói về ngũ nhãn như sau: thiên nhãn thông phi ngại, nhục nhãn ngại phi thông, pháp nhãn duy quán tục, huệ nhãn liễu chân không, Phật nhãn như thiên nhật, chiếu dị thể hoàn đồng, viên minh pháp giới cảnh, vô sứ bất hàm dung. Cho nên nói, mặt Phật thấu rõ giống như ánh sáng ngàn mặt trời, chỗ chiếu đến tùy khác nhau, nhưng bản thể là một. Khai mở mắt trí huệ của Phật sẽ thấy được tất cả các pháp đều chẳng có chướng ngại. Người khai mở pháp nhãn sẽ quan sát được tất cả mọi nơi, tam tạng 12 bộ kinh điển nhìn một cái sẽ biết rõ. Phật tụng kinh của Phật, Bồ Tát tụng kinh của Bồ Tát, Duyên giác tụng kinh của Duyên giác, Thanh văn tụng kinh của Thanh văn, mỗi người đều có sở tu, đều có sở học. Chẳng phải nói đến được quả vị Phật thì không tu không chứng, Phật vẫn thường tụng kinh, bất quá phương pháp tụng kinh của Phật với chúng ta khác nhau. Phật dùng mắt Phật xem thì lập tức từ như thị ngã văn tụng đến tín thọ phụng hành, thời gian nháy mắt sẽ tụng xong một bộ kinh điển. Chư Phật đầy đủ sức đại oai đức, hay dù khắp pháp giới. Tại sao? Vì phải cứu chúng sinh trong biển khổ. Phật có tâm thương xót cho nên chẳng có lúc nào ngừng nghỉ. Phật Bồ Tát đều dùng sức thần thông biến hóa, tài đều đi đến khắp mọi nơi, khiến cho chúng sinh được độ, liệt khổ được vui. Bồ Tát dùng sự trang nghiêm vô ngại của chư Phật để tự trang nghiêm thân mình. Bồ Tát giáo hóa chúng sinh, khéo quan sát thời cơ, khéo biết thời cơ, khéo dùng thời cơ, không bỏ lỡ cơ hội nói pháp. Tức cũng là quan sát căn cơ về người nói pháp. Thấy người căn tánh đại thừa thì nói pháp đại thừa lục độ vạn hạnh. Thấy người căn tánh tiểu thừa thì vì họ nói pháp tiểu thừa
pháp bốn diệu đế hoặc pháp 12 nhân duyên. Ba thứ pháp này là tu đạo cơ bản, giống như kiềng ba chân, không thể thiếu một. Tu đạo không thể dụng sự cảm tình, càng không thể dụng sự ý khí, đều là kim khẩu của Phật nói, hà tất phân ra đại thừa, tiểu thừa. Tu đạo phải lựa chọn pháp hợp với mình để tu, đừng phân biệt đó đây. Như thế, sẽ mất đi chân tinh thần của sự tu đạo, cầu trí huệ của Phật, nối tiếp huệ mạng của Phật. Bất khỏi thuyết các chúng Bồ Tát, đều từ các phương khác, đủ thứ cõi nước cùng nhau tụ tập, chúng hội thanh tịnh, pháp thân không hai, không chỗ y chỉ, mà có thể tự tại sinh khởi hạnh môn của Phật. Có bất khả thuyết các chúng Bồ Tát, mỗi vị Bồ Tát đều từ phương khác, đủ thứ cõi nước khác nhau, mà đến thế giới Ta Bà cùng trời đấu xuất, tụ tập với nhau tại Pháp hội Hoa Nghiêm, lắng nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni diễn nói Pháp lớn Hoa Nghiêm, đại chúng Pháp hội rất thanh tịnh, Pháp thân không hai, đồng một thể với Phật, không chỗ nương tựa mà được tự tại, sinh khởi tất cả hạnh môn của Phật tu. Đức Phật ngự trên tòa sư tử rồi, ở trong cung điện tự nhiên có vô lượng vô số sự thù thắng đặc biệt tốt đẹp hiện ra, vượt hơn đồ cúng dường của chư thiên. Đó là hoa, trảng hoa, y phục, hương thoa, hương bột, lọng bóng, trảng phan, kỹ nhạc, ca tán. Những việc như vậy, mỗi mỗi đều nhiều không thể tính đếm được, dùng tâm rộng lớn, cung kính, tôn trọng, cúng dường Đức Phật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngự trên tòa sư tử rồi, ở trong điện bảo trang nghiêm, tự nhiên có vô lượng vô số đồ cúng dường thù thắng đặc biệt tốt đẹp. Những đồ cúng dường đó hơn hẳn đồ cúng dường của chư thiên. Đó là hoa báu, ban báu, y phục báu, hương thoa, hương bột, lọng báu, tràng báu, phàn báu, kỹ nhạc, ca tụng, tán thán, vân vân. Đủ thứ những sự như thế đều rất nhiều nói không hết được. Mỗi chúng sinh dùng tâm rộng lớn, cung kính Đức Phật, tôn trọng Đức Phật, cúng dường Đức Phật. Tất cả trời đô xuất trong mười phương cũng đều như thế. Chẳng những điện bảo trang nghiêm cõi trời đô xuất ở thế giới Ta Bà là như thế, mà tất cả điện bảo trang nghiêm cõi trời đô xuất trong mười phương cũng tình hình như vậy, rất trang nghiêm, rất thanh tịnh.